Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2017, gần 5.000 chiến sĩ là các học sinh trong phổ thông, giáo viên trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã cùng xuất quân tham gia chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ lần thứ 12 năm 2017. Bước sang tuổi 12, chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ đã trở thành sân chơi thiết thực cho học sinh và giáo viên trong phổ thông trên địa bàn thành phố. Chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2017, với hơn 40.000 lượt chiến sĩ tham gia được chia thành hai chặng. Chặng 1, chiến sĩ tình nguyện Hoa Phượng Đỏ vì đàn em hoạt động theo nhóm chuyên đề để mỗi chiến sĩ được tương tác, trải nghiệm, trưởng thành hơn sau mỗi hoạt động. Chặng 2, chiến sĩ tình nguyện Hoa Phượng Đỏ góp sức vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình diễn ra từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 năm 2017. Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của lực lượng đoàn viên, học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ tại các cơ sở giáo dục bậc phổ thông trên địa bàn thành phố. Qua đó giúp các bạn nâng cao tinh thần phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội, đồng thời tự rèn luyện mình thành người có ích cho xã hội.